Tiền đạo con cưng của huấn luyện viên Shin Tae-yong bị loại khỏi danh sách dự SEA Games 32. Huấn luyện viên Indra Syafi của đội U22 Indonesia đã quyết định gạch tên tiền đạo Hoki Karaka. Đây được xem là cầu thủ con cưng của huấn luyện viên Shin Tae-yong trong màu áo đội U20 Indonesia. Quyết định được đưa ra sau hai trận giao hữu với đội Liban ngày 14 và 16 tháng 4 vừa qua. Tôi không muốn nhắc lại tên Hoki Karaka một lần nào nữa. Về vị trí tiền đạo chủ lực của đội tuyển U22 Indonesia dự SEA Games 32, tôi sẽ chọn Ramadan Sananta của câu lạc bộ PSM Makassar, huấn luyện viên Indra Syafi trả lời báo chí Indonesia vào chiều ngày 19 tháng 4 tại sân Madia ở Jakarta. Theo tờ Bulletin, việc huấn luyện viên Indra Syafi loại tiền đạo Hoki Karaka có khả năng liên quan về vấn đề kỷ luật. Hôm nay ngày 19 tháng 4, Hoki Karaka báo rằng cậu ấy không rảnh nên không thể tham gia hai buổi tập cùng toàn đội. Chúng tôi vì thế cũng không cho cậu ấy tham gia buổi thi đấu chia hai đội hình của U22 Indonesia trước khi gút danh sách dự SEA Games 32, huấn luyện viên Indra Syafi cho biết thêm. Ở trận đấu tập chia hai đội hình của U22 Indonesia diễn ra tối ngày 19 tháng 4 trên sân Madia ở Jakarta kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Theo huấn luyện viên Indra Syafi, chúng tôi đang cân nhắc lựa chọn đội hình chính thức dự SEA Games 32 trước khi công bố. Tôi cần chọn thêm từ 2 đến 3 cầu thủ đa năng nữa, những người có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Do đó, cần thêm thời gian đánh giá. Tôi hy vọng 20 cầu thủ được lựa chọn sẽ đáp ứng những yêu cầu từ ban huấn luyện. Tại SEA Games 32, U22 Indonesia nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà U22 Campuchia và Myanmar, Philippines, Timor-Leste. Trong khi ở bảng B là U22 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Môn bóng đá SEA Games 32 bắt đầu thi đấu từ ngày 29 tháng 4 với các trận U22 Indonesia gặp Philippines lúc 16 giờ và U22 Campuchia gặp Timor-Leste lúc 19 giờ, đều trên sân Olympic ở Phnom Penh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.